Chuyển màu rồi vâng ạ. Giờ sẽ cho thêm một ít bia cho nó thơm nhé. Ui. Rồi, ok. Thêm muối vào. Thế thôi. À, con cua này căn bản là tại cua đông lạnh thế nên là mình sẽ hấp lâu hơn. Khoảng tầm được 20 phút rồi nhưng mà mình vẫn hấp thêm khoảng tầm 10 phút nữa nhé mọi người nhé. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Mình hầm hẳn 30 phút cho chắc cú nha mọi người nhá. Ôi, màu vẫn thế. Cái cua này thì người ta nấu chín rồi thế nên là màu thì vẫn thế thôi. Tắt kiểu gì nhỉ? Biết rồi. Bếp nha mời mời tự. Bỏ ra là tự tắt. À bỏ ra tự tắt à? Thì như thế. Lâu già. Nói chung là cái đồ hiện đại nhiều lúc nó cũng hại điện lắm. Tại vì không biết tắt kiểu gì đấy. Nào, bỏ nó ra xem nó tắt không nhé. Khả năng nó tắt, anh chờ tay vào. Chưa, bỏ gãy như là vô, tắt cả chơi. Nào, bây giờ sẽ anh em mình sẽ thưởng thức. Tự tắt thôi. Tự tắt, cái này thì nó tắt rồi. Hát rồi đấy này. Cho nó hút mùi. Bây giờ sẽ ra thưởng thức con cua này nhé mọi người nhé. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ tiến hành. Ui. Cho anh em cho cả đường. Ui. Nghe nó rụng rời hết rồi. Wow, đây, thử nhá. Sao người ta gọi là cua gạch. Bây giờ phải bóc ra thì mọi người sẽ biết. Ui, bỏng lắm. Anh ơi, cua này phải gõ ở trên mai này. Bóc từng tí à. Đây. Ê. Nóng. Gõ trên mai á. Người ta em thấy gỗ nó vỡ hết vỏ. Nói chung là máu đệ nó sành. Người ăn. Xem nhiều ấy. Cô cố mà. Ui. Thấy à? Kinh nghiệm bao nhiêu năm xem YouTube của em. Là máu đệ nó hay. Đấy người ta ở đây dùng cách. Ui trứng này. Cố hết ra đi. Đấy thử đấy. Ui nhìn trông mà thiệt thế. Trời ơi, trứng nó đỏ ơi này, gạch xanh này, cốm xanh nhá, thịt này, à, thịt mai này. Nhanh. Mời tất cả mọi người nhá. Thử xem nào. Ngon không? Thế nào? Hơi béo. Ngon không? Rồi, anh ơi, chẳng qua mình cũng thử. Cái gạch xanh của nó thì ngon và béo lắm rồi ạ. Còn cái trứng này này, nó hơi kiểu sáp sáp ấy. Nó nhiều trứng con cá thì nó đặc lắm rồi ạ. Nó tóm lại là ăn cũng được ấy. Mình cũng thử xem nào. Hơi sáp sáp. Mời mọi người nhá. Đừng có ngon bằng gạch đâu. Nó kiểu khô khô nhỉ, sát nhỉ. Không ngon lắm. Nhưng gạch thì ngon, anh ăn thử gạch không? Gạch à? Nói chung là những cái gì đẹp ấy thường là hay không ngon lắm. Đẹp chưa chắc đã ăn được ấy. Đẹp chưa chắc đã ngon ấy. Ăn nó kiểu khô khô, kiểu thử gạch này. Gạch ăn được nhỉ, không béo. Nhưng mà cái này sát lắm. Gạch thì ăn tạm được, gọi là không ngon lắm nhưng mà cũng ăn ok. Còn cái trứng đó nhá, ăn như kiểu bò nhai dơm ấy. Thôi mà trời, nó khô khốc thôi hay là nó đóng đá lâu nhỉ. Công nhận nó khô khô gì. Thử đến cái càng nào, chết nó một thịt tí nào ấy. Đấy thịt đấy, càng đấy, tao bóc càng cho mày ăn đấy. Cái càng nó khá là anh bị kéo ấy. Ui bọc quá xịt xoa ghê thế nhỉ. Thịt chắc ngọt lắm ấy.
Nào, thử đi. Wow, đây là thịt của cái càng con cua Na Uy nhé mọi người. Chấm miếng cho ngon. Đặc trưng là sao? Nó xông lên cái vị giống kiểu trứng gà thế. Trứng gà thế á? Làm gì? Tôi ăn xả mà. Em thì em thích ăn trứng gà thối rồi. Nhưng mà người khác ăn, người khác không ăn được. Nó cứ xông lên cái trứng gà thối ấy. Nó chở lâu ra nó cũng ngủ ấy. Đúng rồi, anh ngửi này, ngửi này. Mùi ở khai khai cái mùi kiểu gì ạ? Mùi đúng như này, thối luôn đấy, quá cùng luôn đấy. Hay là nó để lâu quá nhỉ? Hay anh em mình mua dính con nó để lâu quá nhỉ? Thử cái chân nó nào. Thịt nó ra nhá. Thịt nó dã rời rồi. Này. Mà rất là bóng đá nhỉ? Thịt nó dã rời quá. Ba ba nó cũng cùng nhỉ. Nó kiểu trứng gà nặng, trứng gà kiểu nó không có trống trong một ốc ốc bảng lông này ấy. Chẳng nhẽ nhỉ ra nó khô lắm, cái thịt nó khô, nó không có một cái vị ngọt nào nữa nhé mọi người nhé. Nó không ngọt một tí nào nữa mà nó kiểu khô này, mà nó lại còn hơi có cái mùi đặc trưng một tí. Cái này chắc chắn cái này là khô rồi, ăn như dơm luôn đấy. Trứng nó khô lắm. Thôi mình sẽ ăn bóc. Như gơi dơm rồi. Mình sẽ bóc hết ra nhé. Như dơm rồi đấy. Nhìn thì đẹp, trứng gạch ghê đây. Ui, đúng này. Là gọi là cua gạch. Ôi đây, đây có một phần này ngon này. Đây, gạch gạch, đây, lấy đũa mà khoáng. Đại khái là ở con cua này thì có mỗi cái phần gạch nó ngon đâu. Còn trứng trước là nó ăn nó như kiểu bỏ nhảy dơm ấy, thịt nó cũng thế. Hay là thịt chỗ đấy thế kia nhỉ? Được cái gạch nó được. Được. Mình sẽ thử lại cái một cái càng là chân nó xem nhá. Thử lại cái chân nó. Mình sợ là cái phần kia nó đặc trưng, thế nên mình sẽ thử cái phần thịt khác xem nào. Khô ăn mấy phần trứng nó khô. Cái vỏ nó khá là cứng nha mọi người nhé. Hải sản mà không chọn được cái chỗ uy tín mà mua thì không nên ăn nữa. Hay hoặc là những cái hàng đông lạnh nhưng không ăn không ngon này nhỉ? Không có vị gì. Hàng đông lạnh ấy, có những hàng rất là ngon. Nói chung là anh em mình hôm nay chỉ test thử cái món này. Căn bản là tại anh em mình cũng ăn hải sản nhiều rồi, nhưng hôm nay tình cờ ra siêu thị thì mình thấy con cua này ngon quá, mình mua về ăn thử xem sao. Xác á? Nói chung với cái giá của con cua này là 303.000 mấy trăm đồng ấy, thì nó thật ra là nó so về hải sản là nó rẻ. Mà mình suy nghĩ là tại sao nó lại rẻ như thế, mà rõ ràng chuyển từ nước ngoài về đúng không? Cua Na Uy mà rẻ như thế, rẻ mà lại ngon thì hơi khó. Nhưng mà cái này đúng, phản ánh đúng chất lượng và cái giá cả. Không biết là cua tươi nó ăn được ngon không nhỉ? Tươi em nghĩ là ngon. Thật sự là chẳng nhẽ bỏ thì lại bảo phí thức ăn, hay là mình chế thành món khác nhỉ? Thử xem ăn được không? Hải sản thì chỉ có làm gì? Hải sản nấu đu đủ. giống như thịt cò nấu đu đủ ấy. Anh ảo tưởng à? Thử đồ rừng thì mình nấu đu đủ. Thì bây giờ mày đừng làm. Đồ rừng đấy, các loại là con thú rừng. Còn gì nó đu đủ cũng ngọt. Ngọt lắm rồi. Thật ăn nó hợp thiết. Cứ thấy người ta ăn ngon ở trên YouTube là bảo ngon. Cũng thấy người ta ăn con cua này bảo ngon thì nhầm rồi em ơi, người ta ăn cua khác đấy. Hoặc là con đấy ngon hơn, hay là anh em mình mua dính con cua để mua dính cua đi được thôi. Không phải đâu,
mình thấy với cái tầm giá 303.000 mà một con cua 1 cân này thì chắc chắn là cái chất lượng nó kém rồi. Thật sự luôn. 303.000 này, nếu mà để mà mua cua biển, cua hải sản, kể cả cua đông lạnh biển luôn đấy, thì cái giá của nó cũng phải tầm 500.000 một cân. Đây có 300.000, lâu dài, cái đồ ngon. Có ghẹ. Ngon hay bổ gì? Ghẹ cũng 300.000, 300-400.000 một cân. Có những con ghẹ to như này á, tiền triệu một cân. Con chả có mà mua, lấy đâu ra thế này. Thế nên là đừng xem YouTube ít thôi, xem TikTok ít thôi. Người ta, tức là anh em mình ăn ngon thì anh em mình sẽ bảo ngon, không ngon thì bảo không ngon. Còn không như, nói chung là nhiều mà TikToker hay ngon lắm, ngon lắm. Nhưng mà mình thấy con cua này không xứng đáng với giá trị của nó. Bây giờ thử nấu đu đủ xem xem nó có hợp với đồ biển không, đu đủ vậy. Tách tách bớt đi. Nghe em đây đu đủ, em đi hái nhé. Đại khái là mọi người không nên ăn con cua này. Nếu mà ai mà thử ăn một lần cho biết thì mua về, tại vì cái giá nó cũng khá là ok đấy. Ở ngoài siêu thị hay là ở trên mạng người ta cũng bán nhiều con cua này đó. Còn anh em mình sẽ không giới thiệu mua con cua này đấy. Tại vì nó không được ngon, không xứng đáng với giá trị của nó. Có một cái gạch là ngon này. Cái gạch thì gọi là ngon theo, không phải là ngon hẳn, mà ăn tạm ở con cua này, có một cái gạch là ăn tạm. Bây giờ mình sẽ để đây, để đi kiếm đu đủ để thử nấu cua hầm đu đủ nhé mọi người nhé. Tại vì sao? Bỏ thì lại mọi người lại bảo anh em mình bỏ phí thức ăn. Thử chế biến thành một món khác xem là nó sẽ như thế nào. Mình bỏ cũng phí thật, tại vì chẳng lẽ là nấu lên rồi không ăn. Nhưng cái bình thường nhé, nếu mà cua ngon một mình đã hai con này, mang đệ nó phải ăn hết con. Đây là một nồi đu đủ của mình nấu sẵn nhá. Bây giờ sẽ cho những cái phần còn lại của cua vào. Ui dồi. Đây. Thịt thì nó cũng khá là chắc đấy, nhưng mà ăn nó khô lắm, nó không được ngọt. Bây giờ mình sẽ cho vào để lấy cái vị ngọt đu đủ chuyển sang cua xem sao. Đu đủ thì nó ngọt lắm. Lần đầu tiên nấu nấu một cái nồi, mình định bỏ cua đấy, nhưng mà mình nghĩ bỏ nó phí. Thế là mình chuyển sang nấu thử món khác xem nó có gọi là cải thiện được không. Nếu mà không được thì bỏ, lúc đấy nó không tiếc nữa. Ok. Mình thấy cũng ok rồi nhá. Bây giờ sẽ cho mọi người xem nào. Không biết ngồi đi. Thăng 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 thăng. Xúc cua đến từ Na Uy. Nhìn thì hấp dẫn đấy, nhìn hấp dẫn đấy. Tay mình không thấy mùi tay nào. Nhưng mà nó không giống mùi hải sản bình thường. Đây, cho hấp dẫn thì cho mình. Cho cái nước xít là nước súp hả? Đây. 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 Thử trước. Đây là một bát canh canh súp nấu đu đủ Na Uy nha mọi người. Na Uy. Canh đu đủ Na Uy. Canh đu đủ Na Uy. Với tất cả mọi người nhá. Bây giờ mới đến thử ăn cái thử miếng cua ở đấy trứng đấy. Trứng trước. Không biết ngon không nhỉ? Cho tí nữa. Thế nào? Chỗ sao vẫn thế? Vẫn thế á? Hay là phải ninh thêm nhỉ? Nhưng mà nó bảo cảm giác ăn nó gọi là ok hơn một tí. Đây thử vào miếng thịt nhá. Miếng thịt của nó là bây giờ miếng thịt này là cạy. Đấy, mày lấy cái đũa chọc nó ra. Hơi nóng. Ui. Nóng ấy. Nói chung phát này nữa mà không ăn được thì xác định sẽ phải bỏ thôi. Tiếc thì cũng phải bỏ thôi mọi người ạ. Chứ còn mình thấy không khả quan lắm, tại vì tanh lắm. Cua mà nấu với canh với nước thế này thì nó kiểu nó tanh nhá. Bỏ lắm. Thôi, không phải thử được. Độ sát nó vẫn ngẩn sát.
mà nó lại tăng như thế. Là mà bao giờ nó tự nhủ thấy được bảo là thơm. Thử miếng đu đủ đi, nhớ đâu đu đủ Việt Nam thì mới ngon. Nhưng mà vẫn tanh lắm, nó kiểu nó ám mùi cua đấy. Mất cả ngon của đu đủ luôn. Thôi thôi. Xin lỗi mọi người nhé. Mình phải kết thúc video đấy. Và xin lỗi mọi người tiếp là thôi. Anh em mình sẽ phải bỏ thôi. Chứ còn đúng ai rồi, mà muốn thử ai mà muốn thử thì cứ mua về thử mà ăn một lần xem sao nhé. Nói chung là ngon ở với cái cua gạch. Không biết là tên chính xác nó là gì. Cái cua gạch Na Uy à? Đấy. Thì nó được mỗi cái là gạch ăn là cũng ok tạm được. Trứng thì ăn khô lắm mà thịt thì nó sát khô rồi đấy, chán lắm. Nói chung là không ok lắm với cái giá tiền. Tưởng nào cầm cái cua đi 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 ăn nó xem. Thì tao đã thử tao biết đâu. Thôi chắc là em đấy để em cho em ăn cái gì. Tao còn chưa bọc tiền ra đem lên. Thế lần sau có cái gì thì không nhịn nhá. Lần sau có cái gì ngon thì mua. Thôi nhịn luôn. Ai biết được nó ngon hôm nay cũng tưởng là nó ngon. Thôi clip này mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nhớ để lại một like, một share, một comment để mình sẽ review nhiều cái món khác ngon hơn với mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người nhé.